mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới luôn tràn đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh tiểu đường ăn gì và không nên ăn gì là câu hỏi hàng đầu được rất nhiều người quan tâm. Vì căn bệnh này là một căn bệnh mãn tính, muốn chữa khỏi bệnh thì không phải là ngày 1, ngày 2 mà có thể. Và một trong những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm đó chính là bệnh tiểu đường thì có được ăn dứa hay không? Và trong video ngày hôm nay thì kênh Sức Khỏe 99 sẽ cùng quý vị và các bạn giải đáp câu hỏi. Thứ nhất, bệnh tiểu đường có được ăn dứa hay không? Và tiếp đến, kênh Sức Khỏe 99 sẽ chia sẻ đến quý vị 10 loại hoa quả cực tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Và để nắm vững được những kiến thức trong video hôm nay thì quý vị hãy lấy giấy bút để ghi chép những nội dung trọng tâm quan trọng nhất. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì, vui lòng để lại bình luận bên dưới để ban biên tập của chương trình có thể giúp cho quý vị giải đáp mọi thắc mắc đó trong những video lần sau. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với video của ngày hôm nay. Bệnh tiểu đường có được ăn dứa không? 10 loại quả cực tốt cho người bệnh tiểu đường. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về công dụng của dứa. Dứa là một loại trái cây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới. Chúng có chứa nhiều vitamin C, B và các khoáng chất như kali, canxi, phốt pho và mangan. Nó cũng rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan tự nhiên và cũng chứa ít calo. Dứa tươi chứa 75% vitamin C bổ sung cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Vitamin C giúp cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin B làm tăng hoạt động trao đổi chất của cơ thể. B6 điều chỉnh lượng đường trong máu. Vitamin A duy trì chất nhầy lành mạnh, thị lực và làn da. Kali ngăn ngừa chuột rút cơ bắp và đau nhức. Dứa còn có tác dụng lợi tiểu, dễ tiêu, tẩy độc cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng vì ăn dứa nhiều sẽ gây rát lưỡi. Do có vị chua nên dứa có thể được dùng như một loại rau trong bữa ăn. Vì vậy, ngoài sử dụng dứa để tráng miệng, bạn có thể ăn như một món rau bình thường. Dứa có chứa enzyme bromelain có lợi cho sức khỏe. Trong dứa có chứa enzyme bromelain có lợi trong việc ngăn ngừa các triệu chứng ho và cảm lạnh và các triệu chứng khác. Bromelain giúp cải thiện hơi thở của chất nhầy trong khu vực hô hấp. Lấy bromelain đúng cách sẽ giúp giảm đau trong bệnh viêm khớp. Nó cũng có lợi trong việc điều trị mụn trứng cá, eczema, bệnh vẩy nến, viêm da và bệnh rosacea. Bromelain cũng được sử dụng để tăng cường hệ thống miễn dịch. Enzyme bromelain có tác dụng chống viêm, chống đông máu và chống chất ung thư. Ngoài ra, dứa còn có nhiều tác dụng khác như giúp cho xương chắc khỏe, dứa giúp cho thị lực, chống viêm khớp và đau khớp. Có nhiều chất dinh dưỡng, dứa làm giảm nguy cơ cao huyết áp, giúp răng và nướu khỏe mạnh, tốt cho sức khỏe của tim mạch. Vậy thì, bệnh nhân tiểu đường có được ăn dứa không? Câu trả lời đó chính là, tất nhiên là bạn có thể ăn, nhưng chỉ với một lượng vừa phải, chỉ nên ăn một nửa trái dứa mà thôi. Do dứa chứa nhiều đường, saccharose và glucose, nên loại quả này có thể làm tăng lượng đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. Vì vậy, nếu muốn ăn dứa, người bệnh tiểu đường cần phối hợp với các loại đồ ăn khác chứa nhiều chất xơ, sao cho lượng đường sử dụng không vượt quá quy định của bác sĩ. Tránh ăn nhiều các loại thực phẩm chứa nhiều đường ngọt trong ngày hôm đó. Thay vào đó, nên bổ sung các loại rau củ có lợi vào bữa chính nhiều hơn để không làm tăng đường huyết quá đột ngột. Giống như dứa, bạn cũng nên hạn chế ăn các loại trái cây như nho, chuối, v.v. bởi chúng không có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, nếu bạn sử dụng nước ép hoặc xay sinh tố để dùng thì sẽ không có lợi. Vì trong nước ép đã loại bỏ hết các thành phần chất xơ, là một loại chất rất có lợi cho sức khỏe của con người. Và sau đây, kênh Sức Khỏe 99 sẽ giới thiệu đến quý vị top 10 trái cây tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Một lối sống lành mạnh bao gồm một chế độ ăn uống, tập thể dục, ngủ đủ giấc, ít căng thẳng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Trái cây nói chung thường có vị ngọt. Người ta thường nghĩ rằng một người mắc bệnh tiểu đường thì nên tránh ăn chúng. Nhưng có một số loại trái cây đặc biệt hiệu quả trong việc quản lý lượng đường trong máu. Với hàm lượng giàu có các vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật, trái cây là một nguồn bổ sung lành mạnh cho bất cứ chế độ ăn uống nào. Và dưới đây là 10 loại trái cây hàng đầu có chỉ số đường huyết thấp được cho là tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Thứ nhất, táo. Những trái táo giòn, ngon ngọt có thể giúp cơ thể bảo vệ và chống bệnh tiểu đường. Táo rất giàu chất xơ hòa tan, vitamin C và chất chống oxy hóa. Chúng cũng chứa pectin, giúp giải độc cho cơ thể và loại bỏ các chất thải nguy hại, cũng như làm giảm nhu cầu insulin của bệnh nhân tiểu đường lên đến 35%.
Táo giúp ngăn ngừa các cơn đau tim, giảm nguy cơ ung thư và tránh các bệnh về mắt ở những người mắc bệnh tiểu đường. Thứ hai, quả anh đào. Quả anh đào là một trong những trái cây được xếp hạng thấp nhất về chỉ số đường huyết là 22. Anh đào có chứa chất chống oxy hóa, beta-carotene, vitamin C, kali, magie, sắt, chất xơ và folate. Thêm vào đó, anh đào chứa anthocyanins, được biết đến là giúp lượng đường trong máu thấp hơn bằng cách tăng sản xuất insulin lên đến 5%. Chúng cũng giúp chống lại bệnh tim, ung thư và các bệnh khác được phổ biến trong những người mắc bệnh tiểu đường. Thứ ba, quả mận đen. Mận đen có thể giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Imulatra ở Ấn Độ đã thực hiện nghiên cứu về tác động của mận đen trong việc điều trị bệnh tiểu đường. Sự hiện diện của anthocyanin, acid ellagic và tannin có thể thủy phân trong mận đen và làm cho trái cây này rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường. Những trái cây giúp kiểm soát chuyển đổi carbon hydrate thành đường trong máu. Khát và đi tiểu thường xuyên là vấn đề quá phổ biến đối với những người mắc bệnh tiểu đường, cũng có thể được điều tiết bởi loại trái cây này. Cùng với trái cây, lá, quả mọng và hạt của cây mận đen cũng có thể được sử dụng để kiểm soát mức độ đường trong máu. Thứ tư, quả ổi. Ổi có một nồng độ lycopene cao, một lượng lớn chất xơ và một số lượng tốt vitamin C và kali. Tất cả những chất dinh dưỡng này đều rất hữu ích trong việc duy trì mức độ đường trong máu. Những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường phát triển có thể ngăn ngừa bằng cách uống trà lá ổi. Lá ổi phơi sấy khô và nghiền nát chúng. Đun sôi một muỗng canh lá ổi nghiền nát trong nước nóng. Để trà ngấm trong 5 phút, sau đó lọc nó để uống. Uống trà này mỗi ngày một lần. Thứ 5. Trái bưởi. Bưởi là một trong những siêu thực phẩm khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ cho bệnh nhân tiểu đường. Nó chứa hàm lượng cao chất xơ hòa tan và vitamin C và có một chỉ số đường huyết thấp ở mức 25. Ngoài ra, bưởi còn có chứa các flavonoid được gọi là nasigenin, làm tăng nồng độ nhạy cảm của cơ thể với insulin và cũng giúp bạn duy trì một trọng lượng khỏe mạnh. Đó là yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường. Thứ 6. Bơ. Nhờ hàm lượng chất xơ giàu có và chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, trái bơ giúp lượng đường trong máu ổn định. Theo Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống ở Mỹ, chất béo không bão hòa đơn cũng cải thiện sức khỏe tim mạch. Người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ gia tăng bệnh tim và đột quỵ nên rất cần những chất này. Bơ có chứa một lượng tốt kali, một loại kháng chất giúp ngăn ngừa bệnh thần kinh đái tháo đường. Thứ 7. Dâu tây. Dâu tây có chứa chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bạn. Trong thực tế, các chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm cholesterol LDL xấu, duy trì, cải thiện cholesterol HDL tốt và làm giảm huyết áp. Ngoài ra, dâu tây chứa lượng carbon hydrate thấp và có một chỉ số đường huyết thấp là 40. Khi bạn ăn dâu tây, chúng sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giữ mức đường trong máu ổn định và tăng cường mức độ năng lượng của bạn. Thứ 8. Cam. Với chỉ số đường huyết từ 31 đến 51, cam là một trong những loại trái cây lành mạnh có thể được bổ sung trong chế độ ăn uống thường xuyên của người mắc bệnh tiểu đường. Cam chứa một lượng chất xơ, vitamin C và các khoáng chất khác như thiamin, giúp quản lý lượng đường trong máu. Thêm vào đó, cam cũng được phân loại là một thực phẩm glycemic index thấp, giúp giải phóng glucose từ từ vào máu. Ngoài ra, cam có thể giúp kiểm soát hoặc giảm trọng lượng, một trong những yếu tố nguy cơ cho bệnh tiểu đường. Thứ 9. Lê. Lê rất giàu vitamin A, B1, B2, C và E, cũng như chất xơ, giúp điều chỉnh nồng độ đường trong máu, giảm cholesterol, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Ngoài ra, lê chứa carbon hydrate thấp, ít calo và chỉ số đường huyết dưới 38. Lê đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 vì chúng giúp cải thiện độ nhạy insulin. Thứ 10. Kiwi. Một mối quan hệ tích cực đã được nhìn thấy giữa việc tiêu thụ kiwi và giảm lượng đường trong máu. Có chỉ số đường huyết từ khoảng 47 đến 58. Kiwi chứa nhiều vitamin C, E và A, flavonoids, kali và một lượng lớn beta-carotene, được bảo vệ khỏi các gốc tự do và cải thiện sức khỏe tổng thể. Thêm vào đó,
kiwi còn có chứa nhiều chất xơ và ít carbon hydrat, hỗ trợ tích cực trong việc kiểm soát lượng đường trong máu và làm giảm cholesterol. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu câu hỏi bệnh tiểu đường có được ăn dứa hay không? Và tiếp đến là 10 loại quả cực tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Nếu như quý vị thấy video này hay thì đừng quên dành tặng một like cho kênh Sức Khỏe 99 và hãy chia sẻ rộng rãi để những người bệnh sẽ cùng biết đến nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.